Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Và bản tin hôm nay ngày 15 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây. Đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam gặp em gái nghi bị bắt cóc tại Trung Quốc. Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam tại Lào. Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam tại nước ngoài. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tình hình bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao đối với em gái được cho là người Việt Nam đang mang thai tại Trung Quốc là nội dung được quan tâm tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao vào chiều ngày 13 tháng 10. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao vào chiều ngày 13 tháng 10, trả lời phóng viên về vụ việc em gái được cho là người Việt Nam đang mang thai tại Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết, theo thông tin mới nhất từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải, trong sáng ngày 12 tháng 10, đại diện của Tổng lãnh sự đã làm việc với Công an tỉnh Giang Tô và trực tiếp làm việc với đương sự để làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin nhân thân của đương sự. Tuy nhiên, em gái này nói được rất ít tiếng Việt, trao đổi bằng tiếng Trung Quốc cũng không rõ lời, nên những thông tin liên quan đến nhân thân của em vẫn chưa được rõ ràng. Theo ông Lê Hải Bình, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để tiếp tục xác minh thông tin. Đồng thời, các cơ quan đại diện Việt Nam ở Trung Quốc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan của nước sở tại để sớm làm rõ vụ việc. Đầu tháng 10, du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Văn Mạnh đã chia sẻ trên mạng xã hội câu chuyện về bé gái đồng hương 12 tuổi nghi bị lừa bán sang Trung Quốc và đang mang thai. Việt Nam hiện xếp thứ 3 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Lào. Đây là thông tin được ông Nguyễn Thế Hiền, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam Hợp tác và Đầu tư tại Lào đưa ra tại lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam diễn ra vào tối ngày 13 tháng 10 tại thủ đô Viêng Chăn. Ông Nguyễn Thế Hiền, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam Hợp tác và Đầu tư tại Lào cho biết, từ hai thành viên đầu tiên năm 1997 đến nay đã có trên 300 doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại tất cả 18 tỉnh của Lào. Hiện tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Lào đã đạt trên 5 tỷ đô la Mỹ và là nước đứng thứ 3 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào Lào. Các doanh nghiệp Việt Nam luôn chấp hành tuân thủ pháp luật của nhà nước Lào, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách, giải quyết công ăn việc làm ổn định cho hàng chục nghìn người lao động tại các địa phương của Lào. Chúc mừng các doanh nhân Việt Nam trên đất Lào nhân ngày doanh nhân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Khểm Mani Phổ Xê Na khẳng định, chính phủ và các bộ ngành của Lào sẽ luôn tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện phát triển tốt nhất. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Lào ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, Ngày Doanh nhân Việt Nam chính là ngày để vinh danh các doanh nhân người Việt ở trong nước cũng như trên toàn thế giới. Nhân dịp này, Hội đồng Công nghiệp và Thương mại Quốc gia Lào đã trao tặng bằng khen cho các tập thể và các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của Lào, cũng như thúc đẩy giao lưu, hợp tác và phát triển giữa hai nước Lào, Việt Nam. Trong chương trình trước, chúng tôi đã giới thiệu tới các bạn Sô-cô-la Maru Made in Việt Nam. Không chỉ được biết đến tại thị trường Việt Nam, Sô-cô-la Maru cũng đã xuất hiện ở Nhật Bản và bước đầu đã có chỗ đứng ở thị trường khó tính này. Phóng sự của nhóm phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản. Đây là những thanh sô-cô-la Maru được bày bán tại cửa hàng Kakao Store ở quận Shibuya, Tokyo. Ông chủ cửa hàng Oyakeni Tsuchiya cho biết đây là lần đầu tiên ông nhập sô-cô-la Maru về bán, nhưng lượng tiêu thụ khá tốt. Sô-cô-la Maru rất đa dạng, có nhiều hương vị, mang lại sự thích thú cho khách hàng người Nhật. Chúng tôi có sản phẩm sô-cô-la Maru cho từng mùa, mùa hè hoặc mùa đông. Như vào mùa đông, hàng tháng cửa hàng bán được khoảng 20 thanh loại to, 17 thanh loại nhỏ. Sô-cô-la của Nhật có cả loại vị đắng và vị ngọt, nhưng Maru là sự trộn lẫn cả hai. Chính sự cân bằng giữa vị ngọt và vị đắng một cách khác lạ đã tạo ra sự thích thú đối với khách hàng người Nhật. Đó chính là nguyên nhân sâu xa, để khác biệt với các loại sô-cô-la khác. Hiện nay tại Nhật Bản, sô-cô-la Maru được bán ở 11 cửa hàng trên khắp cả nước. Đối với khách hàng người Nhật Bản, khi chọn sô-cô-la, họ thường tìm hiểu về cả nguồn gốc xuất xứ của các hạt cacao, quy trình sản xuất. Các loại sô-cô-la thủ công thường được ưa chuộng hơn so với các loại sô-cô-la công nghiệp. Trong mỗi cửa hàng sô-cô-la,
Chủ quán thường trưng bày các thương hiệu sô-cô-la thành những khu vực riêng, cạnh tranh với nhau để khách hàng dễ lựa chọn và so sánh. Tôi còn thấy mùi thơm nữa, khá là dễ ăn. Ăn rồi còn để lại hương vị trong miệng. Mặc dù sô-cô-la này có vị chua nhưng không quá nồng, nên có thể dùng được cho nhiều dịp khác nhau. Bạn có thể nhắm với rượu hoặc ăn vặt, tráng miệng cũng được. Thực sự rất ngon đấy. Ngoài các sản phẩm sô-cô-la, các hạt cacao cũng được chủ quán trưng bày ngay tại cửa hàng. Người mua dễ dàng thưởng thức được hương vị của các hạt cacao. Phía sau mỗi thanh sô-cô-la như thế này đều được ghi tên một tỉnh nào đó của Việt Nam, nơi mà các hạt cacao xuất xứ. Maduro đặt tên cho 5 loại sô-cô-la của mình là Tiền Giang, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu và Bến Tre. Người Nhật Bản coi sô-cô-la là một loại đồ ăn vặt tốt nhất cho sức khỏe. Và những loại sô-cô-la thủ công kiểu này đang được ưa chuộng tại thị trường Nhật Bản. Maduro giới thiệu đến khách hàng Nhật Bản 5 loại cacao xuất xứ từ 5 tỉnh của Việt Nam, từ đó cho ra đời 5 loại sô-cô-la tương ứng. Ngày 11 tháng 10 tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Câu lạc bộ Văn nghệ Tháng 10 đã kỷ niệm 5 năm ngày thành lập. Buổi lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập của câu lạc bộ đã diễn ra hết sức trang trọng và ấm cúng với sự tham dự của nhiều đại diện hội đoàn và những người yêu mến câu lạc bộ. Phát biểu tại buổi lễ, tiến sĩ Andrea Freifer, quận phó quận Lichtenberg nhấn mạnh câu lạc bộ Văn nghệ Tháng 10 nằm trong số các tổ chức hội đoàn người Việt có đóng góp tích cực cho quận trong suốt thời gian qua. Ghi nhận khối lượng công việc mà câu lạc bộ đã làm được sau 5 năm hoạt động, tham tán Đại sứ quán Lê Thị Thu cũng đã đánh giá cao sự đóng góp của câu lạc bộ trong việc giữ gìn, truyền bá các nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc đến với bạn bè quốc tế, đồng thời giúp gắn kết hơn nữa bà con cũng như các hội đoàn, góp phần vào xây dựng cộng đồng người Việt đoàn kết hội nhập tốt ở Đức. Trước đó, ông Vũ Ngọc Doãn, phó chủ nhiệm câu lạc bộ Văn nghệ Tháng 10 đã tóm lược một số hoạt động chính của câu lạc bộ 5 năm qua. Trong bối cảnh mối quan hệ đối tác chiến lược Việt-Đức phát triển ngày càng tốt đẹp, câu lạc bộ Văn nghệ Tháng 10 đang góp phần quan trọng vào sự hiểu biết, xích lại gần nhau hơn nữa giữa hai dân tộc Đức và Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, vừa qua tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, câu lạc bộ Nam Dương đã tổ chức chương trình chào mừng sự kiện này với nhiều hoạt động phong phú. Chương trình kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc do câu lạc bộ Nam Dương tổ chức, gồm những tiết mục văn nghệ với những bài hát ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi về người mẹ Việt Nam. Chương trình còn có những tiết mục múa đặc sắc như múa quạt, múa nón, múa hoa sen do các hội viên của câu lạc bộ Nam Dương biểu diễn. Ngoài ra, chương trình còn có mục hỏi đáp có thưởng, những câu hỏi liên quan đến người phụ nữ Việt Nam. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã tặng hoa cho các chị em và gửi lời chúc mừng nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam đến các chị em và gia đình. Câu lạc bộ Nam Dương thành lập đến nay đã hơn 3 năm với hơn 20 hội viên. Đây cũng là nơi để các chị em có dịp gặp gỡ, giao lưu, hoạt động từ thiện, cùng nhau học múa, văn nghệ và những ngày nghỉ để vơi đi nỗi nhớ nhà. Ngày 12 tháng 10, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã phối hợp với Câu lạc bộ Phụ nữ Quốc tế Hy Lạp tổ chức chương trình Meet My Country tại trụ sở Đại sứ quán. Đây là sự kiện văn hóa nhằm quảng bá và giới thiệu về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè Hy Lạp và quốc tế. Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Trần Thị Hà Phương đã giới thiệu tổng thể về chính trị, kinh tế xã hội, văn hóa du lịch, đường lối chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế và tình hình phát triển gần đây của Việt Nam. Nhân dịp này, Đại sứ quán cũng tổ chức triển lãm trưng bày bộ ảnh gần 20 bức ảnh màu, giới thiệu khái quát về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Sự kiện đã để lại nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp đối với đất nước, con người và phong cảnh thiên nhiên của Việt Nam trong lòng khách mời. Và nhiều khách mời đã bày tỏ mong muốn sẽ đi thăm và du lịch khám phá Việt Nam trong thời gian tới. Ngày 8 tháng 10, giải thi đấu bóng rổ 3x3 PBT Open do đội bóng rổ chính thức đầu tiên của Việt Nam tại Paris mang tên Phở Bò Tái tổ chức đã được diễn ra. Mục đích của giải là tạo ra sân chơi cho các bạn sinh viên Việt Nam và những người yêu thích môn thể thao bóng rổ có thể thỏa đam mê của mình một cách tốt nhất trong điều kiện vật chất mà thành phố Paris đã xây dựng cho cộng đồng dân cư ở đây. Đây là sân chơi lành mạnh để cộng đồng người Việt trẻ luyện tập thể thao, rèn luyện sức khỏe, vừa giao lưu gặp gỡ, hỗ trợ nhau trong công việc riêng cũng như học tập của mỗi người. Kết quả đội vô địch thuộc về PBT1, giải nhì thuộc về PBT trẻ và giải cầu thủ có ảnh hưởng nhất tới đội được các đội trưởng bầu chọn cho bạn Nguyễn Mỹ Linh Pim.
John Frampton, nguyên là phó đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam vào những năm 1980. Ngoài công việc của một nhà ngoại giao, ông còn yêu thích nhiếp ảnh. Trong cuốn sách ảnh Hà Nội một thời sắp phát hành của ông đã ghi lại những khoảnh khắc quý giá về thủ đô những năm 1980. Tới làm việc tại Việt Nam, nhà ngoại giao John Ramsden không khỏi tò mò, thích thú khám phá nếp sinh hoạt tại Hà Nội và một số vùng lân cận. Những bức ảnh chụp Hà Nội được ông lưu trữ cẩn thận. Nhiều năm sau, khi đã về hưu, John Ramsden lục lại những bức ảnh như cách ôn lại kỷ niệm với một vùng đất xa xôi đã gắn bó với mình. Cuốn Hà Nội một thời gồm 110 bức ảnh, là 110 phong cảnh, gương mặt đời thường của Hà Nội từ năm 1980 đến năm 1982. Các nhà nghiên cứu lịch sử và văn hóa của Việt Nam đánh giá, cuốn sách xứng đáng được coi là tư liệu quý để độc giả hiểu thêm về con người và văn hóa Hà Nội những năm trước đổi mới. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại các chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại bằng cách truy cập vào website vtv4.vn hoặc kênh YouTube. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.